Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, cho mình hỏi một chút và cho mình đố một chút đi, là trong một năm, ngoài tháng cô hồn ra thì còn ngày gì nữa sặc mùi ma quỷ nhỉ? Gợi ý cho các bạn đó là ngày này diễn ra trong tháng 10. Các bạn đã đoán ra là ngày gì chưa? Vâng, chính xác, đó là ngày lễ Halloween. Trong ngày này thì con người chúng ta sẽ hóa trang thành những hình hài đáng sợ với những cái hình dạng giống ma quỷ và để trêu đùa ma quỷ cũng như là phù thủy, đồng thời tăng thêm sức mạnh cho con người trước quyền năng của cái chết. Bên cạnh việc hóa trang hay là những trò chơi quái đản thì còn có rất nhiều những món ăn với tên gọi, hình thù và ý nghĩa kỳ lạ. Các bạn có hào hứng với chúng hay không? Nếu như các bạn hào hứng và tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình đi tìm hiểu những món ăn bí ẩn trong ngày lễ Halloween nhé! Bánh linh hồn. Món ăn đầu tiên không thể thiếu trong dịp lễ Halloween phải kể đến đó là món bánh linh hồn. Chỉ cần nghe tên thôi là đã biết món bánh này cực kỳ phù hợp với không khí ngày Halloween rồi đúng không? Nghe tên thì có chút khiếp sợ vậy thôi, chứ thực chất món bánh linh hồn là một loại bánh quy có nho khô được xếp hình chữ thập ở bên trên, có xuất xứ từ nước Anh. Vậy thì không biết là vị của nó đặc biệt ra sao nhỉ? Nếu quá khó để tưởng tượng thì các bạn cứ chỉ cần biết loại bánh này có vị na ná như bánh quế của Việt Nam chúng ta. Có bạn nào ở đây từng ăn bánh quế rồi thì điểm danh xuống dưới phần bình luận nhé. Một lý do khác nữa được cho là nguồn gốc của chiếc bánh nghe tên rùng rợn này, đó là vì loại bánh này được dùng để cầu nguyện cho linh hồn của những người đã mất. Đặc biệt, để tạo sự khác biệt cho dịp lễ, người ta còn trang trí thêm trên bánh nhiều hình thù có phần ma quái như đầu lâu, quỷ dữ để tăng tính chân thật. Và nếu ăn loại bánh này vào dịp lễ Halloween thì dù có ma quỷ xuất hiện, nghiễm nhiên cũng không hề lay chuyển hay làm hại được con người. Bên cạnh đó thì sự đơn giản của chiếc bánh còn tượng trưng cho những linh hồn mong đợi một lời cầu nguyện cho những người thân đã mất từ người nhận bánh. Số lượng bánh nhận càng nhiều đồng nghĩa với việc số lời cầu nguyện càng tăng. Thậm chí, họ còn gửi những chiếc bánh này đến nhà của người lạ một cách ngẫu nhiên bởi họ tin rằng sự mặc niệm của người lạ cũng sẽ giúp cho gia đình có người vừa qua đời có thể siêu thoát nhanh hơn. Wow, quả là một chiếc bánh với hàm ý sâu xa thú vị mà đúng không? Nghĩa trang rùng rợn. Nghe nhạc hiệu đoán chương trình, hẳn là chiếc bánh mà chúng ta sắp nhắc tới đây sẽ phô diễn luôn cả cái nghĩa trang hay sao? Chính xác là vậy, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Những chiếc bánh với hình thù nghĩa trang độc đáo sẽ là lựa chọn không thể phù hợp hơn nữa cho bữa tiệc Halloween mà chỉ cần nhìn thôi đã đủ cảm nhận được sự rùng rợn của lễ hội ma quái này rồi. Chiếc bánh còn được cho là để tưởng nhớ những người đã khuất, mong cho họ yên ổn không bị quấy phá. Và có tên gọi là bánh nghĩa trang rùng rợn bởi chúng được tạo thành những nấm mồi nhỏ đáng yêu với ba loại nguyên liệu thường thấy đó là chocolate đen, bánh Sampa xốp ngọt nhẹ và bánh Oreo. Đôi khi chúng ta còn có thể sử dụng thêm kẹo xương và những loại mứt màu đỏ để trang trí bánh thêm sinh động và rực rỡ. Và một đêm tiệc ma quái thực sự đúng nghĩa thì sẽ không thể thiếu đi sự có mặt của nghĩa trang rùng rợn phải không nào? Thế nhưng mà trông cũng đáng yêu ra phết chứ chẳng đùa. Ít ra em nó còn đỡ ghê hơn quả móng tay phù thủy mà ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bánh ngón tay phù thủy đẫm máu. Các bạn có tin rằng sẽ có những ngón tay phù thủy xuất hiện thật trong đêm hội Halloween không nhỉ? Chắc chắn là không rồi. Đây chỉ là những chiếc bánh quy được tạo hình y như những ngón tay đẫm máu của phù thủy mà thôi. Sự xuất hiện của chiếc bánh độc đáo này sẽ giúp cho ngày hội của các bạn thêm phần ma quái và kinh hãi hơn nữa. Tuy nhiên, Top 1 chúng mình đánh giá em nó xứng đáng là một trong những chiếc bánh ghê rợn nhất trong danh sách ngày hôm nay. Bởi hình thù này thì chắc hẳn với những con người yếu tim như Top 1 chúng mình, có khi có cho tiền cũng khó mà dám thử. Nhìn thôi đã thấy kinh rồi. Thế nhưng mà các bạn có tò mò xem mùi vị của chiếc bánh độc đáo này ra sao không nhỉ? Đảm bảo là sẽ vô cùng bánh cuốn đấy. À thì chúng mình cũng chưa được thưởng thức đâu. Chỉ là theo tìm hiểu, nghe đồn phong phanh là chỉ cần cắn một miếng đã muốn khuân cả đĩa luôn vì em nó ngon mê ly luôn. Từ vị bơ thơm lừng cho đến vị bùi bùi giòn giòn của hạnh nhân. Ai mà mê hai nguyên liệu này thì chắc hẳn đã tưởng tượng ra rồi đấy. Thế nhưng, vị ngon này chắc chỉ dành cho những ai đủ can đảm bỏ qua vẻ ngoài đáng sợ của nó mới dám thử. Ở đây có ai đủ can đảm không nhỉ? Nếu có thì hãy mạnh dạn comment điểm danh ngay xuống dưới phần bình luận nhé! Xúc xích xác ướp. Các bạn thân mến, trong ngày lễ Halloween thì ngoài những hình ảnh quen thuộc mà ai ai cũng biết như là phù thủy, ma cà rồng, bí ngô thì xác ướp cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thế nhưng, xác ướp mà chúng mình đang nhắc tới không phải là xác ướp của con người, mà chúng lại được làm từ nguyên liệu vô cùng quen thuộc, đó chính là xúc xích. Món xúc xích sẽ được cuốn lên mình từ đầu đến chân bằng gạc trắng. Nhìn thì không quá ghê, nhưng nghĩ đến cái tên thì chỉ cần tưởng tượng, chắc hẳn bạn cũng đã thấy rùng mình rồi. Và người nào khéo tay nhất, tạo ra những chiếc xác ướp hoàn hảo nhất thì sẽ càng tạo nên một bầu không khí đúng nghĩa của ngày lễ Halloween.
Nếu như các bạn cũng hứng thú với món ăn này thì tất cả những gì bạn cần chỉ là 3 chiếc xúc xích, vỏ bánh gối và một ít sốt mayonnaise mà thôi. Đầu tiên thì với mỗi chiếc xúc xích, chúng ta cứ cắt làm đôi. Phần vỏ bánh gối thì dùng chày cán mỏng, sau đó cắt thành những sợi dài nhỏ tương tự như hình. Tiếp theo là cuộn những sợi này vòng quanh xúc xích để tạo thành hình xác ướp. Cuối cùng là cho bánh xếp lần lượt vào khay nướng khoảng từ 10 đến 15 phút. Sau đó để nguội và cho sốt vào để tạo mắt cho xác ướp. Vậy là chúng ta đã dễ dàng có được siêu phẩm xác ướp để hòa mình vào không khí Halloween rồi. Nghe đồn là món ăn này với tên gọi rất rùng mình nhưng thật ra nó khá đáng yêu và đặc biệt ngon đấy. Halloween này các bạn hãy thử làm nhé. Nồi canh phù thủy. Nếu bạn đang thắc mắc là tại sao chỉ toàn thấy bánh trái rồi món ngọt thì đây đây, nồi canh phù thủy chính là điểm nhấn của đêm Halloween, giúp bữa tiệc của gia đình bạn thêm trọn vẹn. Thực chất thì nồi nước uống này được nấu từ nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe, đó là nước ép nho xanh, nhục đậu khấu, bạch đậu khấu và quế. Nồi nước được đặt trong vại có sẵn các miếng đá khô rồi đun lên. Chính những miếng đá này đã tạo nên một làn khói nghi ngút giống hệt như địa ngục, làm nhiều người liên tưởng đến nồi canh của phù thủy trong các câu chuyện, tiểu thuyết mang màu sắc kinh dị. Trông nó chẳng khác nào dụng cụ pha chế hương liệu của phù thủy nhỉ. Còn làn khói đầy ấn tượng này được tạo ra từ những miếng đá khô đặt trong chiếc vại lớn bao bên ngoài nồi nước uống. Vậy là chúng ta đã có món ăn ngày Halloween vô cùng độc đáo và đầy ấn tượng rồi đấy. Thú thật đi, nếu có đủ dụng cụ này, nguyên liệu này thì các bạn có sẵn sàng vào bếp để trổ tay chế biến các món ăn và thức uống độc đáo cho ngày Halloween sắp tới hay không? Hãy comment chia sẻ cảm nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé. Hy vọng là các bạn và gia đình sẽ quẩy hết mình vì món canh có 102 này. Bánh hình mắt ghê rợn. Hình phù thủy thì chưa nói đến, thế nhưng mà bà ta đang dùng muỗng khuấy đảo kia là gì? Há chẳng phải những con mắt hay sao? Thế nhưng mà vẫn chưa đáng sợ bằng chiếc bánh gato này đâu. Mình thách bạn nào đủ can đảm để thử món bánh này đấy. Ai có nhã ý mời chắc top 1 chúng mình chỉ biết chạy mất dép thôi. Có khác nào phải ngấu nghiến cặp mắt của người khác đâu nhỉ? Và còn nhiều nhiều nữa những chiếc bánh gato thơm ngon bổ dưỡng nhưng tràn trề những con mắt mà không phải ai cũng dám ăn. Và đây giống như lời cảnh tỉnh cho các oan hồn ma quỷ quấy phá, rằng dù họ có ý định xấu thì những chiếc bánh này vẫn sẽ thay con người bảo vệ họ. Thật là thú vị phải không nào? Thế nhưng độ kinh dị chưa dừng lại ở đó đâu. Sau đây là những chiếc bánh dành cho những cặp đôi ngày cưới mang không khí rất Halloween. Xem xong đảm bảo chỉ muốn xách dép về nhà thôi, khỏi cưới xin gì nữa. Bánh cưới phiên bản Halloween. Không chỉ riêng ngày lễ Halloween đâu mà ngay cả lễ cưới, từ bánh, kẹo cho đến bất kỳ món ăn nào cũng có thể biến tấu được cho đáng sợ. Đặc biệt là những cặp đôi có ý định tổ chức lễ cưới đúng vào dịp Halloween. Và nếu các bạn chưa có ý tưởng cho những chiếc bánh sao cho trông thật ma mị và huyền bí thì hãy tham khảo ngay những món ăn ngay sau đây nhé. Một chiếc bánh cưới 3 tầng được trang trí bằng các nét vẽ tinh tế mà hình tượng chủ đạo là những chiếc đầu lâu trông rất đáng sợ. Cưới xin mà nghe u ám thật sự luôn. Nói không phải mê tín chứ nhìn quả này trông có khác gì phiên bản cô dâu trong phim kinh dị đâu. Hết muốn ăn. À mà không, không phải là không muốn mà là không dám luôn ý. Rồi cả những chiếc bánh máu me thế này, đố ai mà dám thử. Và còn rất rất nhiều phiên bản cũng rùng rợn không kém. Và hầu hết thì những chiếc bánh như thế này dù sở hữu hình hài kỳ dị nhưng đều mang ý nghĩa tốt hết đấy các bạn ạ. Giống như chiếc bùa hộ mệnh, giúp cho các cặp đôi bên nhau hạnh phúc mà không cần lo ma xui quỷ khiến nếu tổ chức đúng vào dịp Halloween. Ngon hay không thì chưa rõ nhưng mà nhìn ám ảnh thật sự luôn. Các bạn thấy sao về những chiếc bánh này nhỉ? Nếu tương lai tổ chức tiệc cưới đúng vào dịp Halloween thì các bạn có đủ can đảm để order ngay chiếc bánh này không? Hãy comment suy nghĩ của mình xuống dưới phần bình luận nhé. Các bạn thân mến, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những món ăn kỳ lạ, thú vị thường được chuẩn bị cho ngày lễ Halloween. Và nếu các bạn có biết thêm những cái tên độc đáo kinh dị nào nữa thì đừng quên comment chia sẻ cho top 1 cũng như là mọi người cùng biết với nhé. Và dù ngày này chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam chúng ta, nhưng Halloween quả thật là một ngày lễ đáng mong chờ và cũng là dịp thú vị để những đầu bếp kinh dị có dịp trổ tài mà đúng không? Và nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ top 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh Top 1 Khám Phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ, hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!